Thu Trang bức xúc lên tiếng khi phim Con nhóc mót chồng bị lan truyền trên TikTok. Thu Trang có những chia sẻ xoay quanh sự việc phim bị lan truyền trên mạng TikTok. Sau quá trình dài nỗ lực của cả ekip, bộ phim Con nhóc mót chồng của đạo diễn Vũ Ngọc Đảng do Thu Trang sản xuất chính thức ra rạp với suất chiếu đặc biệt. Những ngày qua, ekip đã có buổi giao lưu cùng khán giả trên các cụm rạp thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Con nhóc mót chồng mang đến cho khán giả nhiều phút giây thư giãn với những tiếng cười sảng khoái. Tuy nhiên, cũng không ít khán giả phải rơi nước mắt, trầm ngâm với nhiều phân đoạn xúc động trong phim về tình cảm cha con. Ekip phim mong rằng sẽ nhận được nhiều lời nhận xét từ giới chuyên môn cùng sự đánh giá của khán giả sau khi xem phim. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện những đoạn clip ngắn về các phân đoạn trên phim. Trước vấn đề này, Thu Trang lên tiếng, tôi xin mọi người ý thức giúp tôi việc khi bạn này thích đoạn này một đoạn kia thì thành nguyên một phim trên đó luôn. Tội nghiệp ekip quá. Cả một ekip cực khổ, phim mới chiếu bị đưa lên TikTok. Tôi không có thời gian quá nhiều để tìm kiếm để nhờ gỡ xuống. Người ta tag tên phim thì mới thấy, nhiều khi không tag thì cũng không thấy nữa. Đó cũng là một vấn nạn bây giờ. Việc này mình nói để nền điện ảnh phát triển hơn nữa. Mình xem phim, review bằng cái tâm Trang cảm ơn nhiều lắm, nhưng mình hạn chế quay phim và up lên trên mạng xã hội. Trang cảm ơn rất nhiều. Con nhóc mót chồng lấy cảm hứng từ web drama Chuyện xóm tôi do Thu Trang sản xuất. Con nhóc mót chồng xoay quanh câu chuyện của Nhót, Thu Trang và cha cô Xỉn, Thái Hòa. Một người nghiện rượu. Nhóc là một người phụ nữ, chưa kịp già, đã sắp mãn kinh, vội vàng đi tìm chồng. Hành trình tìm chồng cho đứa con gái đã quá tuổi của ông Xỉn gặp nhiều gian nan bởi nhiều mâu thuẫn gia đình và xã hội liên tục ập đến. Phim sẽ ra rạp vào ngày lễ 30/4 tới đây.